Hôm nay chúng ta tìm hiểu về ngữ pháp i cơ nần i cơ nần cho cơ, -nân", -cơ n i hoặc e có nghĩa là cái này hay cái đó hay cái kia là n phần ngữ pháp này được giảng dạy ở tại trung tâm trong chương trình giáo trình sâu 1A bài 2. Về nội dung ngữ pháp này thì chúng ta chú ý y là dùng để chỉ khi vật gần người nói. Tức là cái này. Cư dùng để chỉ vật khi gần người nghe. Hoặc một vật được nói đến. Đó là cái đó. Chơ cơ dùng để chỉ vật khi ở xa cả người nói và người nghe. Có nghĩa là kia. Cái kia thì cái này cái đó cái kia thì sẽ được sử dụng là NIO hoặc EO chúng ta đã biết NIO hoặc là EO dùng để giải thích trong những uh, ngữ pháp đầu tiên ngữ pháp phần uh, sơ cấp chúng ta có thể đã biết rồi và tiếp theo biên xa, khiến đáp không gì cả đó là đi cùng với danh từ và đuôi kết thúc là IO hoặc EO nếu có bắt chim thì chúng ta sẽ đi với eo ví dụ chi tô eo là chi tô là bản đồ eo là là ví dụ như là ikeren chi eo là cái này ikeren chi eo cái này là bản đồ kurgrenen chi eo cái đó là bản đồ churgrenen chi eo cái kia là bản đồ tiếp theo trường hợp có bắt chim thì chúng ta sẽ đi với IEO ví dụ như là sa chơn IEO là từ điển thì ở đây chúng ta có igonen sa cái này là từ điển kugonen sa cái đó là từ điển chơn sa cái kia là từ điển và chúng ta xem một số ví dụ 이거는 모자예요 cái này là mũ 모자 là cái mũ Kugonen Quốc chito cái đó là eo là là Hàn Quốc là Hàn Quốc chito là bản đồ bản đồ Hàn Quốc cái đó là bản đồ Hàn Quốc phải không câu hỏi thì tiếp theo chúng ta có 저거는 cái kia là từ điển. Và câu dưới 한국 지도예요. Cái đó là bản đồ Hàn Quốc phải không? 아니요. 영국 지도예요. Không, là bản đồ nước Anh. 이거는 그거는 저거는 이에요 에요 trong giao tiếp chúng ta có thể lược bỏ được nân ở sau y cơ cư cơ chờ cơ ví dụ y mua yếu và chúng ta cũng có thể nói là y cơ mua yếu trong văn nói cư cơ được sử dụng khi nhắc lại cái mà người nghe đã biết do được đưa ra trước đó rồi. Tức là những cái việc mà chúng ta nói cái cái, cái việc hoặc cái vật chúng ta nói về trước đó rồi thì chúng ta chỉ cần nói là Google cái đó. Cái được nói đến ạ. check 아니요. Cái này là sách phải không? Check là sách. 아니요, không cái đó là vở ghi, cung là vở hoặc là sổ. trường hợp trang trọng lễ nghi, chúng ta sử dụng y cơ sân, cư cơ sân, cơ sân, n imdica imdita. chúng ta sử dụng ở dạng đầy đủ đó là y cơ sân. thực tế, y cơ sân chúng ta y chúng ta rút gọn thành y cơ. Cư cớt chúng ta rút gọn thành cư cơ. Khi chúng ta rút gọn như thế thì sẽ không có bát chim. Và y cơ, cư cơ, chờ cơ đều đi với nân. Và chúng ta trong tình huống trang trọng chúng ta không dùng là ieo eo Và mà chúng ta dùng là im ni ca Ví dụ trong trường hợp trang trọng chúng ta hỏi. 그것은 cơ vẫn có nghĩa là cái đó là cái gì tương tự như là y cơ eo về nghĩa nhưng trong tình huống trang trọng chúng ta sử dụng là kừ cơ sơn và trả lời chúng ta có thể trả lời theo dạng y cơ sơn 책입니다. hang google check cái này là imnita là, 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 sách tiếng Hàn của tôi. Chê là của tôi. Han Google là tiếng Hàn. Check. Han Google check là sách tiếng Hàn. Chê là của tôi. Thì Han Google. À, chê Han Google check. Đây là sách tiếng Hàn của tôi. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy vn hoặc show.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Shukuhasashimita. Bye bye.